xin kính chào các bạn nha. Hôm nay mình lại quay cảnh mấy sinh hoạt của những chú khỉ. Nhưng hôm nay đặc biệt có điều là mình sẽ quay cảnh những chú khỉ mẹ đang điệu những chú khỉ con. Vì dạo này cộng đồng mạng xã hội đang lên án cái vụ mà những người con ngược đãi những người mẹ già. Nói về tình mẫu tử thì không có bút mực nào để mà diễn tả, để mà kể hết được cái tình cảm của người mẹ dành cho con. Thế mà thời nay lại có những người con ngược đãi mẹ già mà không thể nào chấp nhận được. Theo mình mà nói, những hình ảnh mà người ta đăng lên trên mạng, những người con ngược đãi mẹ già cho đến chết luôn, những hình ảnh nó không chấp nhận được. Hãy nhìn tình cảm của hai mẹ con chú khỉ này đi. Loài thú mà nó còn thương nhau tới mức độ như vậy. Có những cái lúc mà khỉ con nó bị tai nạn nó chết á, mà con khỉ mẹ vẫn ôm con khỉ con đó cho tới khi mà con khỉ con nó sình nó thúi luôn á, thì con khỉ mẹ đó nó mới rời xa con khỉ con đó. Con khỉ con nó chết một tuần lễ luôn các bạn, nhưng mà con khỉ mẹ vẫn ôm con khỉ con nó vào lòng và na đi từ chỗ này qua chỗ khác. Ấy thế mà loài người chán thiệt luôn, những người con bất hiếu thua xa loài khỉ của chúng tôi ở trên núi khỉ Vì Bà. Các bạn hãy nhìn đi, hai mẹ con khỉ con này tình cảm biết bao nhiêu các bạn. Khỉ con, khỉ mẹ, đây là loài vật thôi đó nha. Mà loài người nhớ lại đi, lúc mình còn nhỏ mẹ mình chăm sóc mình sao. Vậy mà giờ này nó đánh đập, nó hành hạ, nó lòng nào mà nó lấy nguyên cái cây cức mà nó đập lên trên đầu. Vừa cức, vừa bụi bặm cát đất, không hiểu nổi luôn. Thua mấy con khỉ chú mình nhiều. Nhìn mấy con khỉ đi, nhìn mẹ với nhìn con đi, ra như thế nào. Mẹ rất là thương con, kiểu gì kiểu con lúc nào cũng là con của mẹ. Không thể nào mà mẹ, cho dù mẹ có la, mẹ có đánh, mẹ có chửi, nhưng con lúc nào cũng là con của mẹ. Nhưng ngược lại, nó coi cha mẹ như là cục nợ cần vứt đi. Chết sớm chừng nào nó mừng nhiều chừng đó, để khỏi phải làm vướng víu tay chân của nó, để khỏi phải làm phiền nó nữa khi nó chăm sóc cha mẹ già yếu của nó. Cái loại này đem so sánh với mấy con khỉ của mình ở trên núi khỉ Vi Ba là không có so sánh nổi luôn á các bạn. Không thể nào so sánh nổi với mấy con khỉ của mình ở trên đây luôn á. Bầy khỉ ở trên đây nó sống rất là có tổ chức, có kỷ luật, có kẻ trên người dưới đàng hoàng. Người lớn ăn là trẻ con nít không có được sáp vô. Nó có quy luật của nó đàng hoàng. Còn mẹ là luôn luôn phải che chở, chăm sóc cho đàn con của nó. Đó là luật. Nó có tôn ti trật tự, có kẻ trên người dưới, chứ không có cái kiểu mà người dưới con cái mà ức hiếp cha mẹ. Có những con khỉ già các bạn, nhưng nó vẫn được tôn trọng nha, vẫn được đám khỉ con che chở bảo vệ cho nó. Hình ảnh những người con ngược đãi cha mẹ ở trên cộng đồng mạng đó chỉ là số ít thôi các bạn. Theo như mình biết á, cái đám con cái này á nhiều lắm chứ không phải là ít đâu. Nhưng cộng đồng mạng chỉ mới đưa sơ sơ lên một vài cái vậy thôi.
Còn những hình ảnh á, nó không đánh đập, nhưng nó chửi. Nó chửi cha mẹ nó thậm tệ luôn. Nó chửi tới mức độ mà cha mẹ phải đi bỏ trốn qua nhà hàng xóm luôn đó các bạn. Không phải vừa đâu. Nhưng thôi, cuộc đời này có nhân có quả mà. Nếu mà mình sống tốt á thì mình có một cái đời sống tốt đẹp, sung sướng và hạnh phúc. Còn nếu mà mình sống mà không tốt thì mình sẽ gặp một cái quả báo là sẽ có một đời sống hết sức bi đát, khổ sở. Hôm nay mình mượn hình ảnh khỉ mẹ và khỉ con để mình muốn nói lên cái tâm sự của mình, về cái nhìn của mình về cảnh mà con cái mà bất hiếu với cha mẹ. Tâm sự chút vậy thôi ha các bạn ha. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau nha.